Đôi ủng mới. Con có ủng mới rồi. Con có ủng mới rồi. Lại đây. Mẹ bảo này con đầu to, ủng để đi lúc mưa, mau cởi ra đi, cỡ bị thối chân đấy. Con muốn đi ủng cơ, con không muốn cởi ra đâu. Nhưng bây giờ có mưa đâu, không cần dùng đến ủng. Vậy con sẽ đi đến lúc mưa. Không được, cởi ra. Con không cởi. Tất cả đều thuận lợi, hành động thôi. Ây da, sao nhiều nước thế? Sao thế? Chuyện gì vậy? Ây da, có chuyện gì đây? Sao nhiều nước thế? Anh đi xem sao. Ây da, sách của anh bị ướt hết rồi. Anh đi xem sao. Đợi chút anh đi xem. Có phải không đóng vòi nước không? Con đồ to, sao con lại... Con làm gì vậy? Con... Thành thật đi, rốt cuộc con đang làm gì? Ây da, sao thế? Lại xảy ra chuyện gì? Thuốc chuột em để ở đây. Hình như bị hòa vào nước rồi. Gì cơ? Không xong rồi. Bố đồ nhỏ, giờ làm sao đây? Sao thế à? Còn không phải hậu quả của việc con nghịch nước trong nhà à? Em yêu, anh nghĩ bây giờ không phải lúc phê bình con đồ to. Con đồ to, con nghe bố nói, giờ có một nhiệm vụ cam go cần con thực hiện. Bởi vì bố phát hiện có thể trong nước có độc. Chỉ có mình con đi ủng thôi, hiểu không? Giờ con vào kho lấy khẩu trang. Chú ý, nếu bị ngã thì nhất định không được uống nước. Lấy cả ủng của bố mẹ nữa. Biết chưa hả? Nghe rõ chưa? Nhớ kỹ, bước đi phải vững, đừng để bị ngã. Biết rồi chứ? Không vấn đề gì, bố đồ nhỏ. Chân mang ủng, bước đi, bước đi. Đúng là hết cách với thằng bé. Mệt chết mất, mỏi như cả cánh tay. Chân anh cũng đau quá. Nhìn con trai kìa, mệt không nói ra lời. Hôi quá. Cái gì bị ngấm nước thối rửa ra thế? Không biết. Hôi chết mất. Con đồ to, hóa ra là con tỏa ra mùi hôi. Không phải con. Con đồ to, đúng là con. Hôi thế. Mẹ đã nói con sẽ bị thối chân mà. Không sao, mẹ dẫn con đi rửa chân. Con đồ to, bây giờ con có thể đi đôi ủng mới ra ngoài chơi với mưa rồi. Con yêu, lại đây mẹ giúp con đi vào. Hay quá, mưa rồi. Mau đi đi. Đừng có phá phách trong nhà nữa. Không thể ngửi nổi. Con trai, chưa đi ủng mà. Con không muốn đi ủng nữa. Bí bách lắm, chân hôi rình. Con ra ngoài rửa chân đây. Oh.
cuộc thi gia đình toàn năng. Tệ quá, chán quá, xui quá. Cuộc thi gia đình toàn năng khu dân cư tổ chức năm nay nhà mình lại thua rồi. Nếu mẹ có thể sắc khoai tây, dưa chuột và cà rốt đều nhau thì sẽ không bị mất điểm ở phần thi thái đâu. Nếu bố có thể lăn chổi nhanh hơn thì sẽ không bị thua bố Tiểu Minh ở phần thi quét sơn. Nếu con có thể lau kính sạch hơn thì sẽ không tụt mất ngôi quán quân phần thi diệt nhà. Đều tại cán chổi quá mảnh, đều tại dễ lau nhà quá nhỏ. Thực ra mẹ nghĩ nếu rèn luyện nhiều, sang năm nhà ta nhất định có thể xoán ngôi quán quân. Thật không ạ? Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Được, vậy từ giờ chúng ta sẽ tranh thủ thời gian tập luyện. Bây giờ cố gắng nỗ lực, sang năm giành chiến thắng. Chuẩn bị tinh thần. Anh phải càng quét một trận lớn. Tướng quân lau nhà, xuất phát. Bố đầu nhỏ, bây giờ bắt đầu chứ? Được. Chuẩn bị, bắt đầu. Tôi sơn, rồng xanh quẩy đuôi, hạt trắng vỗ cánh, Như Lai thần chưởng, sơn. Tới đây, Như Lai thần chưởng, tăng tốc. Lăng Bà Di Bộ, tăng tốc. Nhanh. Lau, nhanh. Tuyệt quá, bố đã phá kỷ lục quét sơn rồi. Sàn nhà con lau nhất định là sàn nhà sáng nhất thế gian. Ai da, cẩn thận. May mà mình phản ứng nhanh. Nào, xem kỹ thuật sắc rau của mẹ đây. Thế nào? Quả nhiên giống hệt nhau. Mẹ tập về siêu quá, như gặp cùng một mẹ. Dĩ nhiên rồi. Nhà ta năm sau chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Cố lên. Đúng vậy. Mẹ tập về ơi, con đói bụng rồi. Anh cũng thế. Mẹ tập về, hôm nay chúng ta ăn gì? Hôm nay ăn khoai lang, dưa chuột, cà rốt. Cũng được. Nhưng bây giờ mẹ phải nói cho hai bố con biết, không chỉ hôm nay mà ngày mai, ngày kia, ngày kia và đến hết tháng này đều chỉ có thể ăn khoai lang, dưa chuột, cà rốt thôi. Hả? Tìm bảo vật.
Hôm nay em phải đi liên quan với đồng nghiệp. Bố đồ nhỏ, anh nhớ giặt quần áo nhé. Ừ ừ. Con đầu to, dọn đồ chơi của con đi nhé. Dạ. Hai bố con nghe rõ chưa? Rõ rồi, rõ rồi. Ngày chơi game. Cứ mơ đi. Sau ngày lao động mới là ngày chơi game. Cứ chờ xem. Tay cầm mất rồi. Máy tính đặt mật khẩu. Sao lại như thế? Bố ơi nhìn này. Muốn tìm tay cầm và mật khẩu thì phải làm theo chỉ dẫn của mẹ. Đề thứ nhất, cất đồ ăn thừa của bữa sáng vào tủ lạnh. Nếu không làm, hai người đừng hòng thấy được tay cầm. Đừng hòng chơi game. Ký tên mẹ tạp dề. Quả như là trò quỷ của mẹ tạp dề. Hả? Vậy bây giờ làm thế nào ạ? Không làm, xem mẹ làm gì được chúng ta. Chúng ta lục tung cả nhà lên. Không tin là không tìm ra tay cầm. Bố đồ nhỏ ơi, không tìm thấy tay cầm thật. Mẹ tạp dề giấu tay cầm ở đâu nhỉ? Tìm thấy tay cầm mà không có mật khẩu thì cũng vẫn không chơi được mà. Đúng vậy. Được rồi, chúng ta cứ đi làm theo lời mẹ tạp dề nói đã vậy. Rất mừng khi hai bố con đã dọn dẹp bàn ăn. Bây giờ đi thu quần áo bẩn lại. Để tiếp theo nằm trong túi của một chiếc quần áo bẩn nào đó. Ơ, không nói mật khẩu à? Rõ ràng là bắt chúng ta làm việc nha. Thế chúng ta không làm có được không? Hình như không được. Toàn bộ quần áo bẩn đều ở đây hết rồi. Đúng vậy, chúng ta mau tìm đi. Tìm thấy rồi. Viết gì thế? Bây giờ hai bố con đến trước máy giặt, bỏ quần áo vào trong máy rồi đồ to đi dọn đồ chơi là sẽ có thể tìm thấy mật khẩu. Mẹ bảo con dọn đồ chơi, bố đồ nhỏ ạ. Mẹ tạp về coi thường chúng ta quá. Nếu đã nói mật khẩu ở trong đống đồ chơi của con thì việc gì chúng ta còn phải giặt quần áo, đi tìm mật khẩu trong đống đồ chơi luôn là xong. Phải đấy. Con đồ to, con bày bừa quá. Chẳng trách mẹ tạp về bắt con thu dọn. Mau tìm đi bố. Rút kinh nghiệm lần trước, chúng ta vẫn nên làm theo lời mẹ tạp về nói thì hơn. Nếu không chắc chắn không tìm ra được đâu. Cũng phải. Bố nói đúng thật. Mật khẩu lần lượt là số chén dùng trong bữa sáng, số quần áo bẩn, toàn bộ thời gian giặt quần áo, số lượng đồ chơi, hai người thu dọn chén đũa, số lượng là 3, giặt quần áo bẩn trong nhà tắm, số lượng là 9. Toàn bộ thời gian giặt quần áo là số lượng đồ chơi là 20. Chỉ không biết giặt quần áo cần bao lâu thôi. Xem ra mẹ tập về buộc chúng ta phải giặt quần áo rồi. Không sợ, bố có cách. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì thế? Tìm ra rồi. Chế độ giặt tiêu chuẩn là 69 phút. Đi mở máy tính thôi. Nhanh nào, đi thôi. 396920. Enter. Xin hãy thao tác đúng quy tắc. Quần áo bắt buộc phải tự giặt. Với lại không có tay cầm thì mật khẩu đúng cũng có ích gì. Mẹ tập về thật lợi hại. Mẹ tập về, rốt cuộc em giấu tay cầm ở đâu hả? Bố đồ nhỏ, hay là chúng ta đừng tìm tay cầm nữa. Ngoan ngoãn giặt quần áo đi. Chưa biết chừng mẹ mang tay cầm ra khỏi nhà rồi. Được rồi, coi như là lấy lòng mẹ tập về. Con trai, mau nhìn này, nhìn này. Gì thế ạ? Mẹ lợi hại quá. Nếu chúng ta cứ một mực không nghe lời thì ngày chơi game chắc chắn tan tành mây khói. Đúng thế, xem ra sau này vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ thôi. Sao thế bố? Lúc nãy giặt quần áo, cho cả tay cầm vào giặt cùng luôn rồi. Hả? Ngày chơi game tan tành mây khói rồi. Máy tính bảng thú vị.
Lần này bố quyết sẽ không thua con nữa. Vậy có giỏi thì bố tới đi. Búa kéo bao. Không. Bố đầu nhỏ vẫn là con thắng. Khoan đã, chúng ta không đấu trò này nữa. Chơi cái này đi. Máy tính bảng. Con đầu to, con biết chơi không? Bố dạy con nhé. Con biết. Con là cao thủ đấy. Khoác lác. Vậy chúng ta thi tài xem nhé. Thi chém qua quả. Trò này chém thật lực. Thi thì thi, bố đầu nhỏ. Bố không sợ lại thua con à? Ai nói bố sẽ thua? Đồ miệng quạ. Bố đầu nhỏ, con thắng rồi. Con lại thắng bố đầu nhỏ rồi. Trò này vui quá. Chơi game nhiều không tốt cho mắt. Đưa máy tính bảng cho bố. Không đâu, không đâu. Con trai ngoan, nghe lời nào. Sao vẫn không nghe lời thế? Mau đưa máy tính bảng cho bố, nhanh. Thế nào hả? Game thủ thì tốc độ phản ứng phải nhanh. Vẫn còn chơi. Chém, chém nữa, chém tiếp. Làm bố mà dễ sao? Máy tính bảng đâu mất rồi? Chuyện gì thế? Sao lạnh vậy? Điều quà bị hỏng à? Con đầu to. Con xin lỗi bố đầu nhỏ, con không nên ham chơi, làm hỏng máy tính bảng. Giờ thì hay rồi, máy tính bảng hỏng rồi, chúng ta khỏi chơi nữa rồi. À, bố đầu nhỏ và con đầu to thân yêu, mau nhìn xem mẹ đi siêu thị giật được phần thưởng gì này. Lại được chơi game rồi.